Có cái cô kia hôm qua nguyên một phái đoàn, nó ngồi nói chuyện kế bên mình, nó ngồi kế bên mình, nó làm nè. Cái bà kia nhà Đức ngồi kế bên, ngồi gần gần đi, ngồi nói chuyện gần 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 nhà Đức tiếu tiếu mấy bà làm nè. Nhà Đức làm nè. Bà kia đó, ôi sao thầy ngộ với thầy, sao cái bà kia ho mà thầy hết ngộ với thầy. Nhà Đức nói hít bầu không khí trong lành. Trời ơi, làm cái gì mà mình cứ đặt vấn đề nặng nề mệt ghê, đúng không? Cái gì nó bệnh là nó bệnh đó. Thật sự như Đức nói bệnh cũng là tốt. Mỗi lần bệnh là mỗi lần nhắc nhở mình phải cố gắng tu hành, nhắc nhở mình cái vô thường, nhắc nhở mình buông xuống một số việc đi, đúng không? Mình mỗi ngày mình khỏe, mình sung và che lắm, khỏe mình chạy tăng, mình làm đủ chuyện rồi, mình gánh cái này, mình gánh cái kia, mình hứng lắm, mình nói mình chưa chết rồi, đúng không? Thì lâu lâu cơ thể mình nó nhắc nhở mình bệnh một cái đi chi, mày sắp chết rồi ta. Mày buông bớt đi, đúng không? Buông bớt đi cho nó nhẹ, đúng quý vị? Mỗi lần bệnh là mỗi lần nhắc nhở mình. Nên có câu chuyện mà như Đức kể rằng có một người trẻ tuổi á, mà khi chết gặp Vua Diêm Vương hỏi: ủa, ngài bắt con sao ngài không báo cho con biết? Tự nhiên muốn bắt là kỳ cục ghê á. Vua Diêm Vương nói có báo á. Phía trên nhà có người trẻ chết, phía dưới nhà có người trẻ chết, kế bên nhà cũng có người trẻ chết, là báo cho ngươi biết, ngươi cũng chết á. Nó có một người già kia chết, nói thì tôi già nhưng mà tôi vẫn còn khỏe, tự nhiên sao bắt tôi bắt tử, không báo cho biết trước cái gì chứ? Có báo, răng ông bị rụng lại rai đó là báo á, ông soi gương phải mặt ông nhăn không là báo đó, mắt ông bị mờ là báo đó, tai ông bị lãng tai điếc là báo cho ông biết đó, tóc ông bị bạc là báo chứ gì. Tất cả những cái vô thường này đều là báo cho chúng ta biết rằng chúng ta sắp sửa bỏ thân này, đúng không? Chúng ta sống trong cái cuộc đời này, quý vị biết rằng đối với người tu mình thì trải qua những cái kiếp nạn trong cuộc đời mình, thì tự nhiên bản thân chúng ta, mỗi một người chúng ta sẽ nhận thức được cái vô thường trong cuộc đời này liền. Mình nhận thức được cái vô thường trong cuộc đời này liền. Quý vị coi, trong nguyên một cái mùa dịch, bao nhiêu cảnh gia đình tan tác, khổ đau, bao nhiêu người thất nghiệp, khổ đau vì chén cơm manh áo. Quý vị nhìn đi, chúng ta còn có thể ngồi đây và còn có thể nghe Phật Pháp. Mỗi ngày chúng ta ở nhà mình có thể tu hai thờ, nghe Pháp được, mà bây giờ vẫn còn gặp nhau ngồi đây cũng còn được rồi đó, đúng không? Bao nhiêu con người bệnh đau, gia đình tan nát rồi, có những gia đình chết hai ba người, tiền bạc giàu sang, nhà cũng có của cải đầy đủ, vậy mà chết thì vẫn là chết rồi. Thấy không? Có khi chết rồi tiền bạc không giải quyết vấn đề, không có người thân nào giải quyết vấn đề chứ. Bây giờ chúng ta nghe gì để cho chúng ta, mỗi người mình á, sống là thương nhau nhưng thật sự mình phải gầy dựng tu hành. Sống là thương nhau nhưng mình phải gầy dựng tu hành. Bây giờ nhìn nhận rõ đi. Bây giờ một vị bác sĩ này cực kỳ giỏi luôn, chị cho bao nhiêu bệnh nhân luôn. Khi mà gia đình của ông có người thọ mạng đến lúc chết, ông đứng ông nhìn người thân của ông thoi thóp, ông có lỡ thở được hơi nào phụ không? Rồi ông có chia được cái sự đau đớn đó với người thân không? Dù ông là bác sĩ giỏi đó nghe. Rồi người thân ông trước mặt ông là ra đi trước mặt ông, ông đau đớn vô cùng. Ta là một vị bác sĩ mà bây giờ người thân ta trước mặt ta mà chết như vậy, ta không giải quyết được vấn đề gì hết. Nên mới nói rằng bác sĩ có thể trị bệnh, bác sĩ không trị được nghiệp. Đó, vậy người bác sĩ đặc biệt nhất là ai ạ? Người bác sĩ đặc biệt nhất là ta. Hiểu không? Bây giờ chúng ta nói A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta nói A Di Đà Phật, mình là người niệm A Di Đà Phật đúng không? Vậy mình là A Di Đà Phật, như vậy vị bác sĩ đặc biệt nhất, quyết định nhất là ai? Là ta. Ta là vị bác sĩ đặc biệt nhất. Mình niệm A Di Đà Phật, mình sống tự tại vui vẻ vì bản thân mình quyết định được. Nên ta là vị bác sĩ đặc biệt nhất. Vị bác sĩ này có lúc khỏe thì sống trong cái khỏe tốt đẹp, có lúc bệnh thì sống trong cái bệnh tốt đẹp. Có nghĩa là lúc gần chết thì sống trong cái gần chết đặc biệt. Như vậy thì chúng ta là người quyết định cho cái cuộc đời của mình nè quý vị. Quyết định cho cái cuộc đời mình nè. Nó nên mà đi về đây mà ngày Chủ Nhật vì sao mà nhiều người ta thích? Tại vì nó cởi mở tâm tư, nó làm cho tâm trạng con người mình thoải mái. Nó tu xong rồi quý vị thấy không? Bây giờ nhà ăn tạm đó, ngồi ăn góc này góc kia nhưng vẫn vui, vẫn ở trên lầu như Đức đứng nhìn quan sát. Mấy vị ăn cơm như Đức đứng như Đức nhìn quan sát như tuần trước nha. Ngồi ăn cơm mà trời ơi, ba bốn bà mà cái bữa đó mấy cô mình mà kho hủ qua, trời ơi, ăn vậy mà vui vô cùng thiệt.
thấy 4-5 bà mà để một cái dĩa đồ ăn gì, mấy bà ăn xong mấy bà múc bằng cái muỗng á, múc bằng cái muỗng nhỏ quá, bực bội ghê, lấy tay bóc vớt luôn. Nói công nhận tự tại thiệt, quá tự tại luôn quý vị thấy không. Đúng là cái cảm giác ăn nhà hàng chưa bằng. Ăn nhà hàng còn mím đồ cái này kia, đồ gái giả này gái giả kia đúng không. Không nhận ngờ đi lợi chùa mình tự tại ghê thiệt. Ngồi 4-5 chị em vừa ăn vừa vui vẻ bên nhau ăn. Cái muỗng múc từ từ, cái bà vớt liền, bà lấy cái tay qua, thôi chậm quá chị ơi, bộp bóp bỏ vô bà kia vớt. Cuối cùng lấy tay bốc cơm ăn luôn. Nó trong thời Đức Phật ăn như vậy đó, rất tự tại, vì thấy chưa. Nó mai mốt mà nhà ăn mới chưa chắc ăn vui bằng cái ăn theo cái gốc cây này nữa. Nó nên cái cảm giác mà tu xong rồi mà xuống người hộp cơm mà ngồi theo gốc cây này ăn á, cái cảm giác nó không đơn giản đó quý vị ơi. Cái cảm giác nhân sinh nó tuyệt vời lắm, thấy không. Nó nên con người thì thương con người quan tâm con người đi sợ con người. Chúng ta cũng bệnh mà đi sợ cái người bệnh. Tất cả chúng ta ai dám vỗ ngực xưng tên tôi không bệnh? Ai dám vỗ ngực xưng tên nói tôi không bệnh không? Trời, một ngày gì chúng ta ăn đắng uống độc, Phật nói là ăn đắng uống độc. Bây giờ mình gặp người ta bệnh mình sợ người ta bệnh, rồi mai mốt mình bệnh người ta sợ mình bệnh. Cái cảm giác khi mình bị bệnh mà người ta tách rời mình ra, người ta gọi là đưa mình vào vị trí nào đó mà không quan tâm, không để ý đến mình, cái vị cảm giác này sao? Bây giờ mình cứ ví dụ mình suy nghĩ đi cái cảm giác mình sao? Nên con người là thương con người, thương là thương lúc nào? Thương lúc nào? Thương lúc gặp sự cố trong cuộc đời mới là con người thương con người. Trời ơi, cái lúc mà giàu sang tiền bạc danh tiếng, kẻ bưng người bợ, tôi thương anh, tôi thương chị, tôi thương em, tôi thương cô, thương chú, thương bà, thương bác, thương cha, thương mẹ, lúc giàu, lúc khỏe, cái thương này chưa có thật đâu quý vị à. Cái thương lúc nào mới là thật quan trọng nhất? Thương lúc bệnh á, thương lúc khổ á, thương lúc mà người ta gặp sự cố trong cuộc đời á, anh em mà làm ăn mà gọi là thất thoát mà khổ đau mà đang bị nghèo nàn, đang bị nợ nần á, mà lúc đó đó mà mình thương á là tình thương này mới thật. Còn lúc đương thời giàu sang kẻ bưng người bợ thì cái chuyện này thế gian là nhiều quá rồi. Còn cái con người tu hành của mình là lúc người ta khổ nhất mà mình thương á, lúc người ta cần mà mình giúp á, cái này mới là cái đẹp nè. Tại vì cuộc đời con người mình có khi một ngày nào mình cũng gặp sự cố trong cuộc đời, thì từ nơi đó mình cũng rất cần được những người người ta thương yêu và giúp đỡ mình, hiểu không quý vị? Cái việc Phật pháp những đức nói quý vị thấy nó gần không? Bây giờ mình muốn là người dân ở thế giới cực lạc, mà người dân ở thế giới cực lạc là người dân gì? Người dân ở thế giới cực lạc là người dân vui vẻ an lạc, toàn là con người dân thương yêu nhau giúp nhau không à. Người dân ở thế giới cực lạc là gì đó? Vậy mình muốn đi về thế giới cực lạc để làm người dân ở thế giới cực lạc thì mình phải là người dân ở đây thì sao? Tình thương mến thương, con người thương yêu con người, tin sâu nhân quả, ít gì bèo gì cũng phải sống có đạo đức một chút. Thì con người như vậy chúng ta mới cái nhân cái quả tương đồng khi mình được sanh về thế giới cực lạc chứ. Nó bây giờ nói gì cao xa, cái việc quan trọng là chúng ta tình thương mến thương nè. Nhà Đức nói với quý vị nghe chứ, nguyên một cái mùa dịch bệnh luôn, chùa chúng ta tuy đóng cửa chứ những đức chưa bao giờ bỏ rơi một người nào khi đến chùa mà muốn vô đây tu, tin không? Chưa bao giờ luôn. Nguyên cái mùa dịch bao nhiêu người ta ở trong chùa mình, trong nguyên cái mùa dịch mà ở được mấy tháng luôn mà ở trong đây họ tu hành. Đó cái đó mới là cái quan trọng, mà lúc khó khăn á gặp nhau á. Lúc bình thường thì ví dụ như chia sẻ Phật pháp xong đi, chúng ta về nghỉ ngơi, không có ngồi tiếp nghiêu ngao nói chuyện tào lao bác xếp đúng không, lo tu không à. Nhưng mà lúc có sự cố khó khăn gì mà giúp được nhau, cái này mới là đặc biệt quý vị. Cái này mới là cái đặc biệt nè. Nên chúng ta bây giờ biết nhau, hiểu Phật pháp, cuộc đời con người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi quý vị. Những cái gì chúng ta làm được giúp cho nhau được thì chẳng thật mà làm. Những đức thấy cuộc đời này vô thường. Bây giờ 41 tuổi, bây giờ đang khỏe, chưa chắc khỏe. Biết đâu mà mai chết bất tử thì sao. Đang khỏe gì đó mà chúc chia sẻ Phật pháp xong tu xong thời gì bên kia ăn cơm mắc nghẹn chết queo. Ai biết được không? Quý vị thấy có những người khỏe vô cùng không? Vừa thấy họ khỏe sôi sỏi nhưng mà tự nhiên chết à? Có không? Vậy tại sao chúng ta không sống ngày hôm nay cho nó đặc biệt, giữa con người đến với con người đi? Chúng ta chờ ngày nào nữa?
Nên có một câu như Đức ghi nè: niệm Phật bố thí cúng dường, làm việc tốt đừng đợi ngày mai, ngày mai không biết sống còn hay không. Thấy chưa? Thấy chưa? Những việc tốt thì chân thật mà làm đi, đừng đợi ngày mai không biết sống còn hay không. Nên rất là rõ ràng. Nên từ đó mà mỗi một con người chúng ta, những gì tốt đẹp được thì nên chân thật mà làm đi. Cũng như ngày hôm nay những đức lo cho mấy bà già, ngày hôm nay vô chơi với mấy bà già, ngày hôm nay đi chọc ghẹo mấy bà già cho bà cười chơi. Tại vì sao ngày hôm nay tôi trân quý à? Vì ngày mai không biết có sống còn hay không, nên tôi trân quý ngày hôm nay vậy đó. Nên ngày nào những đức cũng vui. Bởi vì tại sao vì ngày chủ nhật về gặp những đức ấy, vui là vì sao? Vì những đức ngày nào cũng vui. Chúng ta đừng có đợi sau này có sự nghiệp phải vui. Có rất nhiều người có một cái quan điểm khổ ghê, tội nghiệp đáng thương thiệt. Đi nghĩ đi, ông bà cha mẹ chúng ta là rất nhiều đều là bị cái bệnh này hết nè. Con ơi, nhà nghèo lắm con ơi, thiếu thốn tùm lum, gắng cố gắng làm để dành tiền, dành dụm đi, rồi mai mốt có tiền cắt nhà cửa đàng hoàng, lúc đó rồi hãy vui. Làm xong cắt được cái nhà, cắt được cái nhà mới có mấy ngày chưa kịp vui vậy chứ, ngụm củ tỏi. Trời ơi, cả người xuất gia luôn kìa quý vị ơi. Nhân đức đi tu trong đạo, cả người xuất gia luôn kìa. Khi cắt một ngôi chùa mà đi đầu này gốc nọ, đi gom góp, đi xin xỏ đầu này gốc kia, cuối cùng cắt xong ngôi chùa chết queo. Thấy đáng thương chứ quý vị. Thì bây giờ cắt chùa thì cắt chùa, mỗi ngày thì phải tu. Mà tu nó cắt chùa mau lắm nghe. Tu nó cắt chùa mau lắm. Thí dụ như bây giờ ngôi chùa mình cái chánh điện hư dở ra, mình xây một chánh điện mới để cho Phật tử nó tu đi. Mình cắt cái nhà to anh kế bên nhỏ xíu để chúng ngồi kế bên đó tu. Chúng ngồi kế bên đó tu cái niệm Phật đi. Là tự nhiên cái chánh điện bên đây xây mau cái kìa. Người ta thấy trời ơi, về đâu mà người ta tu, người ta chịu niệm Phật vậy đó mà. Cái nhà to sập sệt tội nghiệp thiết ghê. Con người mà còn cảm không chi là Phật mà không động lòng. Đúng không quý vị? Còn cái này tự nhiên dở ra cái mạnh ai nấy đi quyên góp đi kiếm tiền bỏ tu luôn vậy đó. Mà cái tu nó mới cảm với Phật Bồ Tát. Con này không chịu tu gì hết trơn thì cái ngôi chùa này xây hoài xây cũng xong. Tới khi xây xong ngôi chùa này thì ngẫm củ tỏi luôn. Thì cuộc đời mình cuối cùng làm gì? Làm ma giữ chùa. Làm chuột, làm gián, làm chó gì đó ở trong cái chùa này để giữ. Có không? Xong có. Xong có. Nhà mà còn gì không chứ gì chùa. Nên những đức nói đã là khổ thì xuất gia cũng khổ mà cư sĩ cũng khổ. Đã là khổ rồi thì giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Đã là vui rồi thì nghèo cũng vui mà giàu cũng vui. Đẹp cũng vui mà xấu cũng vui. Lùn cũng vui mà lé cũng vui. Đâu nói ra an vui rồi là trong hoàn cảnh nào nó cũng an vui chứ. Vậy thì chúng ta phải học một phương pháp gì? Mỗi ngày thường cười. Đúng không? Có nhiều cô ngồi dưới nói một câu. Có những cô ngồi dưới nói cười không nổi. Cười không nổi thế. Sáng nó đòi tiền đâu bạc tùm lum tùm la chứ. Rồi sắp sửa đóng tiền học gì tùm lum chứ không có tiền. Rồi gạo cái này cho trong nhà cái lưu gạo sắp hết mà thầy kêu cười. Cười không nổi. Thầy dư giả thầy có tiền nên thầy cười nổi chứ con cười không nổi thầy ơi. Nó vậy coi á, cái tâm trạng đó thì làm sao mà nó phát triển cái phước. Con người cứ bị cái tâm trạng đó hoài như vậy. Yên tâm đi, nó không có đói chết đâu, đừng có sợ. 100% luôn đó, nó không có đói chết đâu. Nhưng đức thí nghiệm thử quá hết trơn rồi. Thí nghiệm thử quá hết trơn rồi. Bây giờ quý vị coi như chùa mình đây. Những đức cũng không ngờ, vừa ăn Tết xong bữa mùng 6 tự nhiên hòa thượng mình cũng nói dỡ nhà ăn. Xong bụng mình nói trời ai đang ăn Tết bữa mùng 6 tự nhiên dỡ nhà ăn, cắt nhà ăn hòa thượng. Thượng nói ông chuẩn bị tiền đi cắt nhà. Có nghĩa là không có một cái sự chuẩn bị hay là một cái gì luôn, quý vị muốn làm à. Lôi ra rồi bắt đầu là mùng 8 bắt đầu là dỡ nhà. Dỡ mà trong cái số lượng bao nhiêu trăm con người gì. Dỡ hết vậy đó. Rồi ông sắp xếp đi nghe. Trong vòng một ngày ông phải giải quyết làm sao tất cả những cái người ở trong nhà mà dỡ ra ông chuyển đi chỗ nào cho ở sao ông làm hết đi. Rồi xong là tôi mùng 9 là bắt đầu khởi công. Là tất cả nhà cửa nó phải dọn cho sạch cho tôi. Rồi ông chuẩn bị tiền đi, ông đưa tôi cắt đó. Thấy không? Quý vị thấy một cái sự bất chợt vô cùng quý vị. Vậy đó mà mình dẫn là lên chánh điện mình tu. Mình dẫn là đi chia sẻ Phật pháp hai thời bình thường.
Rồi quý vị coi bữa nay nó cũng đâu vào đó, cũng là xây xây còn tu tu, đúng không? Rồi bây giờ cứ lên cột hết trơn rồi, sắp sửa đổ tấm rồi đó. Tại cái nhà ăn thì xung quanh đó là chỉ có một hai bức tường, còn nhiêu là đổ cái tấm lên rồi xây ở trên làm cái mái là thành cái nhà ăn à. Nó cái nhà ăn ở dưới đó. Rồi tiếp tục bắt đầu là đào móng cắt thêm cái vị trí nhà kế bên. Rồi quý vị cũng đi đến đây tu bình thường. Rồi bây giờ thì nhà ăn tạm này thì chúng ta ngồi ăn chặt thì ra có cây. Chạy bạn nheo nhóc hết trơn, người ngồi đâu được ngồi thì cũng đi về đây tu được bình thường. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là không bao giờ bỏ tu. Và không bao giờ bỏ chia sẻ Phật pháp hai thờ. Cần những đức dẫn hai thờ tu. Rồi tự nhiên sao nó mọc ra bên bảo tháp, bên một đạo tràng, bên bữa nay 120 người à. Cao tháp bên kia nó thêm 120 người. Còn trong kia thì khoảng 300 là 420 người, ở đây 350 người nữa. Quý vị nghĩ thì cái số lượng con người bây giờ người ta về chùa mình tu rất là đông. Mà nhất là người già. Tại vì người ta ở rất là đông quý vị, cảm thấy bình an á. Nên từ nơi đó quý vị thấy không, mà những đức vẫn là bình thường rồi á. Rồi bắt đầu là những đức có tiền dư chút đỉnh, khi nuôi chúng xong cái đưa cho Hòa Thượng xây dựng. Vậy đó mà Phật A Di Đà ngày điều tiết vậy cũng vẫn có tiền. Vừa xây dựng rồi vừa nuôi các cụ già. Rồi từng nào cũng nấu cho các cụ cái lẩu cho các cụ ăn. Bây giờ các cụ quý vị nghĩ đi. Cái quan niệm con người, người ta rất là nhiều người có cái quan niệm này nó thất bại vô cùng quý vị. Cái quan niệm này là nhiều người bị lắm nè, mà nghe để ý nè nghe. Nhà sắp cắt, sắp sửa cắt nhà, sắp sửa mua cái gì đó, hồi gia đình ăn tiện tặng lại một chút đi để mua, đúng không? Cái quan niệm này hình như là đa dạng luôn nè quý vị. Rồi mua cái gì đó, rồi làm cái gì đó, hồi tiện tặng lại đi, tiện tặng cái chuyện gia đình ăn uống lại, đúng không? Những đức xin thưa quý vị, không bao giờ những đức có cái quan niệm này. Không bao giờ có cái quan niệm này. Vì sao? Thí dụ như trong đây 350 người, bây giờ chùa đang cắt vậy, ăn ít lại đi, rồi không có nấu cho các cụ cái gì ngon, không mua sữa cho cụ uống nữa, đúng không? Để dành chút đỉnh tiền dư đó để mà tiếp tục để mà xây chùa chiền, đúng không? Như vậy thì 350 người này họ ăn ít, họ thiếu ăn, bắt đầu tâm trạng của họ nó sẽ khó chịu gì. Chắc bây giờ khó khăn, cái tâm trạng họ nặng nề khó khăn á. Khi vừa mang cái tâm trạng khó khăn đó của 300 mấy chục người thì tức khắc cái ở nơi đây nó bị cái gì? Nó sẽ bị tổn phước, tổn đức. Mà là phước đức nó tổn rồi đó thì làm sao nó có tiền xây chùa. Nên từ nơi đó mà những đức là có những cái thời gian quý vị để ý nè. Một là mùa hè. Mùa hè là ăn dữ lắm. Tại vì sao? Người ta về đông phải cho người ta đầy đủ, người ta ăn uống đây chi. Người ta cảm thấy gì? Chùa yên tâm. Đây là một lý do mà những đức làm rõ ràng. Hai là dịp gần Tết là ăn tơ bời qua lá luôn, xài tiền kịch liệt luôn. Từ khi không có tiền chứ mà không bao giờ không có tiền nữa quý vị. Xài cho người ta mà xài kịch liệt luôn. Bây giờ thêm một chặng này nữa là cái gì? Xây chùa thì phải ăn cho nhiều. Đó, từng nào cũng vậy, bên kia nấu lẩu, bên đây nấu lẩu. Thứ tư tuần này đổ bánh xèo. Ai muốn ăn bánh xèo lại đây. Cái tâm trạng của mình là như thế nào? Cái chuyện xây chùa là xây chùa, còn cái chuyện lo cho chúng là phải lo cho chúng, không nói vòng vo chứ. Chứ không có cái chuyện xây chùa mà tự nhiên đi cắt cổ phần cuộc sống của các cụ. Mấy bà sống bữa nay chết mai, xây ngôi chùa xong bà còn sống hay không? Chúng ta lo cho bà chăng thật đi, ngày nào bà đi cũng là ngày tự tại. Quý vị nói rằng xây ngôi chùa cho đẹp để mai bố mấy bà ở, nói như vậy lỡ bà giữa chừng bà chết rồi bà chấp cái chỗ ở thì sao? Đúng không? Nói bây giờ bà đừng có mong mỏi cái chuyện chùa chuyện này. Ngày nào bà cũng là ngày sống đặc biệt, đẹp, vui vẻ. Lúc nào họ mạng đến bà đi đi. Còn cái chuyện chùa xây là chùa xây, còn cái chuyện cuộc sống của bà là cuộc sống của bà. Đó, phải làm như vậy đó. Quý vị coi nhân sự trong chùa mình làm bao nhiêu việc vậy mà họ vẫn vui, họ vẫn an tâm. Họ vui an tâm thì những đức dễ làm việc. Mà họ vui, họ an tâm, họ niệm Phật thì phước ở chùa này dư. Thì từ nơi đó mà khắp nơi người ta cúng dường. Nên chùa chúng ta vẫn có tiền xây dựng, đúng không? Xây chùa mà đâu có cái thùng gì để phía trước là thùng cúng dường xây dựng đâu, đúng không? Người ta cúng là tự người ta sẽ cúng, mà để cái thùng đó làm chi à? Để làm chi? Để cho trong đây có nhiều người ta không có tiền người ta buồn. Nên tất cả quý vị đi về chùa mình tu là cứ chân thật mà về, yên tâm. Còn chùa xây dựng là chuyện của chùa xây dựng, còn quý vị chỉ cần về đây đi tiền xe về thôi. Khỏi cần quan niệm cái chuyện con cúng dường, không có tiền cúng dường cho thầy xây dựng, đi về đây mà cứ dùng ở đây rồi rồi không có phụ thầy người ta nào, chứ thấy nó kỳ cục. Đừng có cái quan niệm này. Quý vị không về nó mới kỳ cục. Không về nó mới kỳ cục á, còn về là tốt rồi.
Chúng ta như đại gia đình đừng có đem gánh nặng gì cho nhau hết chứ, hiểu không? Đừng có đem gánh nặng gì cho nhau, nhưng đó mới là cái đặc biệt. Nó còn cái chuyện làm việc cho Tam Bảo là phải làm thôi. Đó, nên quý vị về đây ngày xưa sao bây giờ về đây vậy bình thường. Đừng có nói rằng thấy mấy chị đi chung có cái chị đó, chị nói con cúng dường 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu con cúng dường để phụ thầy xây dựng, còn con không có cách nào, con ngại ghê thầy ơi. Ngại gì ngại? Người ta có tiền người ta cúng dường, mình không có tiền thì mình A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhưng ngại gì? Chứ không có tiền mà. Hiểu không? Nó còn có tiền thì mình tu phước tu duyên, còn mình không có tiền thì thôi. Còn ví dụ như mình có tiền mình lo cho gia đình chồng con mình, để tiền đó lo cho gia đình chồng con nghe. Chứ mình đem tiền mình cúng dường cho chùa, bây giờ về chồng nó hỏi tiền đâu? Tao mới đưa mày hôm qua 4-5 triệu rồi, đâu mất tiêu rồi. Mày lên chảy mày đưa trong thầy chùa phải không? Mày đem tới mày đi chùa nó mày chết chứ tao, cho mày biết vậy đó. Mày có bao nhiêu mày đưa ông thầy chùa hết chứ. Có cái ở đây khó khăn, không có tiền mua sữa cho nó bú. Rồi mày đem tiền mày đưa lên đó hết trơn á, mày nói công đức đâu, công đức đâu. Mày đem tiền cho tao mới là công đức. Còn bây giờ mày cúng mà không còn một cắt bạc nào, mà ngày mai mà không có gạo ăn là mày chết với tao. Rồi nó chửi mắng, nó gầy la. Rồi bắt đầu là mình buồn tủi lên, mình nói Phật ơi Phật, Phật cho con này cho con kia cho con cái nọ. Mà Phật nào mà cho mình mấy cái việc đó, tự nhiên mình làm thì phước duyên đến lúc nó hội tụ thôi. Tự nhiên mình xin Phật, Phật không cho, nói Phật không linh, Phật không từ bi. Con còn từ bi con cúng chùa vậy mà con xin Phật gạo Phật không cho, con nghỉ chơi với Phật luôn, chia tay với Phật luôn, đúng không? Thất bại thấy chưa, mê hoặc điên đảo vô cùng. Thấy không? Đó, nên chúng ta cúng dường, bố thí cúng dường đó là phát từ tâm. Đã là từ tâm phát thì không có cầu cái khác. Làm việc thiện tốt đẹp có cầu những việc, không phải là mình, cái tâm con người mình á là tôi làm cái này đến với bạn, bạn cho tôi cái này. Quý vị đến với Phật cũng là con cúng cho Phật, Phật cho con này. Quý vị cúng cho Phật, Phật có ăn miếng nào không mà đòi xin Phật. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó chúng ta đừng có bao giờ như cái quan niệm là tôi đến với bạn gì, bạn đến với tôi gì. Trong Phật pháp thì nhân quả tương đồng thôi, nhưng mà tự nhiên nó đến, tự nhiên nó đến. Có một cái cô kia, cô nói thầy ơi, con để ý rất là hay trong Phật pháp nghe thầy. Rõ ràng rất là hay. Thầy biết rằng á, lúc trước á thầy, con nó hư dữ lắm thầy. Mà con làm ăn thầy ô nó tiền nó vô ao 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 tiền nó vô nhiều, đừng có nói mà nó thạnh tiền nhiều lắm thầy ơi, mà con khổ vô cùng khổ. Vì sao thầy biết không? Vì con nó hư. Nó cứ đeo đẳng theo con, nó nói nào là mẹ đưa tiền cho con, cha đưa tiền cho con, nó quậy phá, nó làm đủ chuyện cho vợ chồng con khổ hết trơn. Mà làm thì ra tiền rất là nhiều, mà con nó khổ, nó làm con khổ, thấy không? Vậy mà sau này tự nhiên con tu từ 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 từ, cái tự nhiên con nó biết tu, con nó biết tu, nó không quậy phá con nữa, thì tự nhiên con làm ăn không có tiền thì không? Con không làm ăn có tiền nữa, mà khi con làm ăn không có tiền như vậy mà gia đình con vẫn bình yên, vẫn vui. Nếu mà so sánh với ngày xưa con làm ăn có tiền mà con hư, thà bây giờ con chấp nhận con làm ăn không có tiền bao nhiêu mà gia đình con hạnh phúc. Mà bây giờ trả lại cho con là một gia đình hạnh phúc mà làm thì không có tiền nhiều. Những đức nói Phật từ bi lắm. Phật không có cho mình tham để đi đọa lạc đâu. Hiểu không? Nên từ nơi đó Phật điều tiết hay lắm. Đó. Từ nơi đó cuộc đời con người mình biết an phận là tuyệt nhất. Biết đủ thì thường vui. Nên mình là người học Phật á, mình như thế nào đi chăng nữa mình nói Phật sắp xếp. Như thế nào mình cũng nói Phật sắp xếp. Đi tu về chồng nó tán vô mặt cái bóp, Phật sắp xếp. Phật sắp xếp. Thấy chưa? Về ngày sau chậu lại nó hung, nó nâng niu chiều chuộng thương yêu mình này, Phật sắp xếp hết trơn á. Yên tâm cần lo Phật sắp xếp mà. Đúng không? Tự nhiên mình đang khỏe đi té cái hứ, cái chân si cầu que này Phật sắp xịt, sắp xịt hết, đúng không? Nó rồi á, tự nhiên mình đang khỏe mạnh gì đó, tự nhiên cái mình ho hen cảm xúc này Phật sắp xịt, rồi tự nhiên mình đang làm với tự nhiên người ta đuổi mình không cho mình làm nữa, mình nói Phật sắp xịt không cần lo, Phật sắp xịt. Rồi tự nhiên vài bữa có công việc ngon lành làm ăn phát đạt, Phật sắp xịt. Thấy chưa? Tự tại không? Cái gì Phật cũng sắp xếp chừng á. Trời, chúng ta niệm Phật mà. Chúng ta niệm Phật thì cái gì Phật cũng sắp xếp chừng á. Nên quý vị biết chùa mình rồi. Bây giờ quý vị thí dụ như đang đi làm ngon lành vậy á, tự nhiên cái giờ không có việc gì làm nữa chừng á. Nó thôi thôi giờ không có việc làm nữa chừng, Phật sắp xếp lên chùa tu tực ở đây nè, khỏi bận tâm mệt quá.
lên đi tu. Phật sắp xếp mà, lo gì. Dám không? Dám không? Đó. Ở đây ta dám nuôi mà sợ gì, mấy bà mệt ghê. Nhát ghê luôn, đúng không? Nó nói bây giờ thôi anh, là bây giờ lúc này cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nói em lên chùa tu. Tu từng hay từng giờ ở trên. Nếu anh đi thì đi với em. Nói, còn anh đi thôi em đi. Cuộc đời của em vậy em tin Phật sắp xếp hết. Trời ơi, con người mà xấu như nó đến cái mức nó đạt tới trình độ tự tại vậy. Nhưng mà Phật sắp xếp á, con người mình nó phải phát huy năng lực. Từ khi là mình không làm được gì thì cái đó hoàn toàn tùy duyên. Chứ không nói Phật sắp xếp mà mình nằm trời sung rụng, không phải đâu quý vị. Mình đã làm hết mình rồi mà bây giờ người ta đuổi việc mình mới ngộ chứ. Mình làm hết mình rồi mà ta không cho mình cơ hội thì cái đó là cái số phận của mình. Hết mình rồi, đúng không? Thì bây giờ mình cũng phải giữ cái trạng thái mình thoải mái mình tu hành à. Nó Phật sắp xếp. Còn bây giờ nói Phật sắp xếp cái gì, con niệm Phật lo chứ, con không cần làm gì chứ. Đưa cái miệng hả miệng chờ cái trái sung rụng vô. Xong cái trái sung cái sung nó rớt qua một bên đây. Mày rớt cái miệng tao ăn, rớt qua bên tao nhịn đói đó. Tại Phật sắp xếp mà không ăn nữa rồi sao. Kiểu này là thua, công nhận quý vị. Quý vị coi ở đây những đức nói Phật sắp xếp mà những đức làm việc quý vị coi á. Sáng 3 giờ thức dậy đi tu một thờ. Tu xong chia sẻ Phật pháp một thờ. Chia sẻ Phật pháp xong xuống ăn cơm nói chuyện một chút, sắp xếp chúng. Sắp xếp xong chúng đi lên tắm giặt cái này kia rồi bắt đầu đi. Đi qua bên đậu tràng bên kia bắt đầu là tiếp tục sắp xếp tại chúng. Sắp xếp xong cái đạo ăn cơm. Ăn cơm xong mới bắt đầu đi chạy bên đó, chạy về bên đây tới 12 giờ trưa. 12 giờ trưa cái nằm ngủ được tiếng hồ 1 giờ. 1 giờ thức dậy rửa mặt này kia vệ sinh rồi xong chia sẻ Phật pháp một thờ. Chia sẻ Phật pháp thờ xong cái đầu đi xuống dưới nhà ăn rồi chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm xong bắt đầu là tắm giặt cái này kia rồi nghỉ ngơi một chút. Có việc thì chạy qua bên kia, còn không có việc thì nghỉ ngơi một chút lên tu một thờ. Tu một thờ xong một chút là bắt đầu là về nghỉ ngơi một chút ngủ. Một ngày cứ là như vậy mà sống. Quý vị coi Phật sắp xếp mà cũng nhiệt tình quá chứ, đúng không? Rồi cũng nghĩ nào là chương trình ký sự các cụ già, rồi chương trình này chương trình kia, làm xong để lên mạng cho Phật tử người ta ở nhà, người ta được coi người ta vui. Rồi có tư tưởng chia sẻ Phật pháp cho người ta nghe. Quý vị coi Phật sắp xếp nhưng mà người ta cũng hết mình, người ta còn gì nữa. Sức bao nhiêu người ta làm hết dân bao nhiêu, có khi ngồi chia sẻ Phật pháp mà có lúc mà nói chuyện chút mà nó làm nó hò hò xong rồi cũng nói nữa, đúng không? Tuy là Phật sắp xếp nhưng người ta rất là nhiệt tình, chứ đâu phải là nằm trời sung rụng đâu. Nhớ nghe, nghe phải nghe cho rõ ràng nghe chợ. Nghe mà không nghe rõ ràng về cái tự nhiên ông chồng quýnh phát cái Phật sắp xếp. Nó tán một cái thì bên đó, Phật sắp xếp. Giọng vô mỏ cái nữa. Trời ơi Phật sắp xếp sao Phật đánh hoài Phật ơi Phật. Đúng không? Nên tôi nói vậy nhưng mà tu hành phải có trí tuệ nghe chưa. Trời ơi làm nguyên văn cái kiểu đó đi, cái mỏ ăn trầu vô đây mét. Tự nhiên nó không biết tu. Nó bực bội nó tán vô mặt cái mà đưa cái mặt Phật sắp xếp. Đúng không? Thôi chúng ta đưa mặt đi chỗ khác cho nó chắc ăn Phật sắp xếp mà đi chỗ khác. Đúng không? Đó nên mới nghe Phật pháp vậy vì thấy nó thoải mái chưa. Đó, thì cả cuộc đời chúng ta tu hành hiểu nhân quả. Nên nãy như Đức gặp mấy cô, như Đức nói những Đức thích nhất là gì? Chúng ta biết nhau chơi với nhau cả đời, chứ không phải là vài ba năm mà chúng ta chia tay, không phải đâu. Những Đức không có cái quan niệm rằng là Phật tử giàu có gì á, mình vừa gặp người ta cái là mình hô hà, mình thăng mặt, rồi mình nói chuyện ngọt dịu để lấy lòng người ta, để người ta cúng dường. Rồi thời gian bắt đầu là tự nhiên lặt tẩy nhau, cái đầu chia tay nhau, cái tiếp tục tới mối khác. Thôi, cái cuộc đời đi tu mà như vậy sao nó khổ quá à? Thôi, khỏi đi. Tôi đối với tôi là ai giàu nghèo gì tôi chơi hết lòng hết dạ. Tôi thích nhất là cả đời chúng ta đến với nhau à. Sau này dù bây giờ giàu có cũng đến với nhau, mà sau này nghèo nàn cũng đến với nhau, trẻ chung cũng đến với nhau, mà già dặn cũng đến với nhau. Thì cả đời mình biết nhau rồi chùa chiền gì, sau này đủ duyên mình đi vô chùa, mình sống với nhau, mình tu hành thôi, có gì đâu. Đúng quý vị, cả đời con người sống với nhau bằng một cái tình người. Chứ đừng có nói mà giàu trơn thời gian cái là bắt đầu là chia tay nhau. Nhiều lắm nghe quý vị. Nhiều Phật tử đi tu á, chùa chiền lắm mà cái kiểu mà đến với nhau mới đến trò, mới đến cái đội trên đầu. Hồi cái cuộc chơi này tôi không dám chơi. Vừa gặp nhau vậy một cái ngày mà đội trên đầu sớm quá. Vừa gặp nhau cái trò ô thầy số 1. Thầy nói chuyện gì đâu mà dễ thương gì đâu. Thôi mau quá trời ơi. Cái gì nó cũng phải có thời gian để mà mình nhìn nhận với tự nhiên. Vừa gặp mà không lấy quýnh.
Có ai vừa gặp mà quýnh nhau không? Đúng không? Có những đức có khi vừa gặp mà đột phá ầm ầm. Nên những đức nói rằng có những người mà người ta nghe những đức chia sẻ Phật pháp á, mà vừa nghe ban đầu có khi người ta dội à. Ta thấy ông thầy nói chuyện gì đâu mà nó ầm ầm cái tiếng vậy đó. Còn cái tai quơ thì không có ông thầy nào chia sẻ Phật pháp gì người ta, thí dụ như. Thấy chưa? Dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nói chuyện cái tiếng nó vừa nhẹ nhàng được. À, các con này, mà ta nói chuyện cái miệng người ta hay lắm nha. Nhiều vị giảng sư người ta nói chuyện cái tiếng hay lắm, cái miệng người ta. Còn những đức thì cái miệng sao là nó quay hết trơn, găng bao nhiêu là đưa hết trơn rồi, đúng không? Thì thấy công nhận không? Như nghe những đức đi, thì tôi là ông thầy ba trợn, đúng không? Tôi là như vậy đó, được không? Tôi như vậy đó, tôi thích như vậy đó, tôi vẫn thích như vậy à. Chứ bây giờ cái miệng tôi nó quen mà kêu tôi lên mà có cô cứ nói thầy, con nghe mấy thầy kia giảng người ta đâu có đến nỗi mà cười như thầy mà hà đâu, miệng mồm gì hả, thấy ghê quá thầy ơi. Người ta nói chuyện mà người ta nói à, mà người ta vừa nói người ta cười luôn thầy ơi, chứ không phải như thầy mà có khi mà thầy bậm môi bậm miệng thấy ghê quá à. Còn con thấy người ta vừa nói mà sao người ta cười được luôn. Đúng rồi, người ta hay. Thì những đức cũng coi, những đức thấy rõ ràng mà. Có những người người ta giảng nha, giờ cặp mắt của người ta nha, tại vì người ta diễn trình hay lắm, cặp mắt của người ta nha. Còn mình thì sao? Trời kinh khủng lắm. Mình được chơi rồi sao trời găng miệng bao nhiêu hả hả ra chứ ầm 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 vậy đó. Ok đi, miễn sao tôi thoải mái được rồi. Bây giờ mà bắt tôi mà kêu tôi mà vi Phật tử hôm nay tôi cứ này là bị ngợp, chịu không nổi nó ngợp, hiểu không? Tôi thoải mái à, tôi không thích bị ngợp đâu, biết không? Thế vì biết bây giờ ngồi trong phòng nghe, bây giờ cái lớp đệ tử quyên người ta ngủ hết trơn rồi, đâu có ngồi trong đó giảng được đâu. Công nhận Phật khiếp xíp hay thiệt. Trước Tết tự nhiên biết sao á, cái tự nhiên những đức á bắt đèn cho cái phòng như thế luôn. Ồ bây giờ đúng là nó tự tại rồi đâu quý vị ơi. Ngay cái phòng ngủ kế bên đây là cái giường, kế bên đây là cái bàn giảng luôn. Không có ai giảng pháp cái kiểu này chứ. Trong cái phòng ngủ mà kế đây là cái giường. Cái phòng nó nhỏ thì ngang có 5 thước à, mà dài có đâu 6-7 thước cái phòng vậy thôi. Rồi đây là một cái giường bề ngang là thước, bề dài 2 thước là cái giường để đây rồi. Ở bức tường nó đó, bức tường nó ra dài được được khoảng cỡ 1.5 thước, thì để cái bàn chỗ đó, cái bàn ngang bị khoảng dài gì nè. Gì để đây luôn. Ở đây là cái giường ngủ đây luôn. Xong bắt đầu là tới giờ cái chia sẻ Phật pháp, cái kéo cái giường ra. Kéo cái giường ra xong cái bưng cái ghế kịch, bưng cái ghế để vô. Cái đầu ngồi xuống phía sau có bức tranh. Cái chia sẻ Phật pháp xong, cái xong chia sẻ Phật pháp xong tắt đèn cụp lên giọng ngủ. Trời ơi, nó tự tại gì đó vậy. Người Đức nói chỗ xong mà mình sướng dữ cái chợ. Chia sẻ Phật pháp cái đâu mà sung sướng ghê thiệt chứ. Tự nhiên tại chỗ luôn, đắp y áo rồi tại chỗ xong cái ngồi giảng xong nó leo giọng nằm đưa giọng chơi vậy đó. À, nó tự tại vậy đó. Thì cái quý vị coi mà những Đức chia sẻ Phật pháp mà biết sao có bức tranh đó là ngay cái phòng như Đức luôn á. Nó tự tại khỏe vô cùng, bây giờ là có chỗ ngồi ngon lành luôn. Những ngày nào cũng chia sẻ Phật pháp gỡ đi khắp nơi nơi, thấy không? Nó nên cái đặc biệt của con người chúng ta đó là gì? Học Phật phải vui vẻ, học Phật phải tự tại. Giàu cũng vui vẻ tự tại mà nghèo cũng vui vẻ tự tại, vì sao? Vì cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm mà quý vị à, thấy không? Chỉ có mấy chục năm cuộc đời con người mình thôi à, mà chưa biết có sống được mấy chục năm không nữa. Cái chết cái vô thường đến với mình, bất tử mình cũng không biết nữa, đúng không? Thôi đừng có buồn ai để trong tâm nha, đừng có buồn ai để trong tâm. Có một cái chú này, trong cái dịp mà thời điểm mà dịch bệnh mà cách ly á, ổng vô chùa mà ổng tu. Mà lúc trước ổng thường đến chùa ổng tu, thường đến chùa ổng tu lắm. Thì ổng đến ổng tu. Ổng tu xong cái ổng đang ở đâu mấy tháng giờ đang ở ngon lành. Xong cái ổng gặp với Đức nói thầy ơi, con ở đây con tu đâu bị hởm tới giờ mà thôi thầy cho con về nhà 2-3 ngày con coi cái nhà cái xong con chạy vô con tu nữa nha thầy. Nhưng Đức nói người ta ở đây người ta không tu, người ta ở đang ở im vậy, ông ở đi. Trong thời điểm này không đi đâu được chứ, mà ông đi làm chi cho người ta xin những đứa khó xử. Nói ông kia được là ông
ông sao không cho tôi, đúng không? Ta nói này nữa kia, thôi chú quý những đức, chú ở chú tu đi, yên tâm đi, không sao đâu, chứ cứ lo tu đi. Ông nói thôi, con phải về nhà mấy ngày đó được, con về mấy ngày cũng được. Những đức nói thôi vậy thì về về, nhưng mà ông về xong á, ông ở nhà ông tu luôn đi, rồi xong mà qua dịch được hết trơn, ông muốn vô đây ông tu điểm vô. Nhưng mà trong thời điểm này những đức thích là nó ổn định đạo tràng, để cho mọi người ai cũng yên, người ta tu đi, thấy không? Thôi ông cứ về đi, rồi xong rồi tu được, nắm được phương pháp rồi tu đi, đúng không? Mình nói có rõ ràng, đúng không quý vị? Ảnh về một phát tới bây giờ ảnh biết tích luôn. Ảnh nói với mấy chú kia, ông nói ông thầy Nhật Đức ổng vô tình thế ghê, biết với nhau mà sống có tình cảm gì hết chứ. Nói ờ tôi không có tình cảm gì hết được không? Tự nhiên cái chuyện của người ta làm là người ta phải làm đó quý vị. Còn bản thân của mình, nên mình là người tu hành phải có cái tâm này nghe quý vị. Mình phải thông cảm cho nhau. À, gia đình mình có khi một hai người mà còn bao nhiêu sự việc mà mình còn giải quyết không được, còn người ta cả ê này là ta nghĩ về đại chúng. Nên mình sống, mình tu hành, mình phải nhớ rằng chúng ta dù cho thân quen cỡ nào, nhưng đặt cái vấn đề quan trọng là cái gì? Đại chúng. Thì mỗi một con người chúng ta nên tu hành và có cái tâm gì? Thông cảm cho nhau, hiểu không? Chứ đừng có nói tôi là dẫn đoàn đi tu, tôi là Phật tử lâu ngày, tôi quen với thầy lâu ngày, tôi không có cái lý do đó nha. Tôi không có lý do đó, chúng ta phải thông cảm cho nhau nó mới là đặc biệt. Người hiểu nhau á, là mình nói sao cũng thông cảm cho nhau mới là đúng. Còn cái này nói hiểu người ta mà cái việc người ta đang khó khăn, mà tự nhiên mình còn buồn người ta là này sai rồi, không đúng rồi, đúng không? Nên tất cả các cô, các chú rồi đi đến đây lâu ngày mà chúng ta biết nhau nha, phải nhớ, sống phải có cái sự thông cảm cho nhau. Khi khó khăn là phải hiểu nhau, vậy đó mới là người đặc biệt. Nên mong quý vị tu hành, cái quan trọng nhất là gì? Đừng có buồn ai để trong tâm hết chứ. Người ta không phải mình không phải người ta, đừng có buồn người ta hàng chi nghe. Cả vợ chồng gì cũng vậy, đừng có mang cái tâm buồn để trong tâm, nó không có lợi ích gì cho mình đâu. Có nhiều người hỏi rằng thí dụ như con một cái mối đạo nào đó, vậy con có niệm Phật được hay không? Nên những đức nói rằng người niệm Phật không có trở ngại ngành nghề nào hay tôn giáo nào hết. Vì phải nhớ rằng dù quý vị theo một cái mối đạo nào đi chăng nữa, thì đó là cũng chính mình phát tâm theo. Rồi khi mình niệm Phật thì mình cũng là người phát tâm niệm Phật. Cái việc tín ngưỡng là mỗi người mình khi phát tâm, vậy thì không có sự trở ngại gì hết. Ví dụ như giờ mình tín ngưỡng một cái tôn giáo nào, thì đó là khi mình phát tâm. Còn mình thấy rằng Phật giáo nó có cái hay, niệm Phật có cái hay, thì mình phát tâm lại, mình niệm Phật. Việc này không có trở ngại gì hết. Vì có nhiều người nói rằng vậy chúng con có một cái sự trừng phạt hay bị trừng phạt gì hay không? Không, không có trừng phạt gì hết. Nên chúng ta là người học Phật, tin sâu nhân quả, nó không có cái nguyên lý mà gọi là khi mình phạm phải một cái điều gì đó rồi vị Thượng Đế hay là ai đó trừng phạt mình, vua Diêm La gì đó tự trừng phạt mình, không có. Mà cái điều mà mình tạo thiện hay ác thì mình chịu thiện hay là ác là do tại mình. Ví dụ như mình tạo thiện thì mình hưởng thiện, mình tạo ác thì mình hưởng ác. Cái định luật nhân quả nó rất là rõ ràng là như vậy, gieo nhân gặt quả mà, không? Nên tất cả chúng ta dù tín ngưỡng bất cứ tôn giáo nào thì chúng ta cũng có quyền niệm Phật, hay chúng ta đang tín ngưỡng Phật pháp nhưng chúng ta cũng có quyền học các tôn giáo khác, đều có quyền hết. Nhưng riêng người niệm Phật chúng ta thì mình muốn một đời này mình được giải thoát, nên mình chân thật mình niệm câu Phật hiệu này để mà mình gầy dựng tín nguyện để đời này mình được giảng sanh, vậy thôi. Còn cái việc bất cứ một tôn giáo nào thì mình cũng có quyền tín ngưỡng, miễn làm sao mình học mà mình được lợi ích, mình có niềm vui, mình có được sự an lạc, vậy là được rồi. Học sao không biết, mà miễn sao chúng ta an vui tự tại vậy thì tốt.
Còn mình học Phật mà mình phiền não tối ngày, mà mình học một tôn giáo nào đó mình được an lạc, thì mình cứ học cái tôn giáo nào đó an lạc. Thí dụ như mình học với ông thầy này mà mình có phiền não hoài, thì mình học với ông thầy nào mà mình an lạc thì mình học với ông thầy đó mình an lạc. Hiểu không? Nghĩa là mình làm sao mà mình thấy rằng là cái sự học đạo của mình nó được lợi ích, được tốt đẹp, được an lạc, vậy thì mình cứ học. Cái này rất là tự tại, nó không có bị một chút xíu gì bó buộc, gàng buộc mình chứ. Miễn làm sao mình an vui tự tại. Cái chỗ quan trọng nhất của cuộc đời con người chúng ta đó là gì? An vui tự tại. Thí dụ như quý vị về đây tu học, quý vị thấy vui, thấy an lạc, thì về đây tu học. Còn về đây mà tu học mà thấy phiền não, khó chịu, bực bội, đủ chuyện đó, vậy thì chúng ta khỏi về đây tu học. Ở nhà mình tu học bình thường, đúng không? Nó, cái đó là cái đặc biệt tồn tại mà nó thoải mái mình lắm, nó không có bị một cái gì ràng buộc cả. Nên Phật Pháp là dạy chúng ta gì? Tự tại an vui. Tất cả những người khổ đau nặng nề trong cái cuộc đời này mà mình có thể học được Phật Pháp, mình có được niềm an vui, là do gì? Mình hiểu định lực nhân quả, quý vị nhớ. Thí dụ như bây giờ chúng ta có thể ngồi đông như vậy cùng để tu học. Nhiều con người ở đây chúng ta đều nghe về Phật Pháp và tin sâu nhân quả. Mình hiểu. Mình có thể ngồi chung với nhau đông đúc gì, mình hiểu thì mình mới ngồi. Còn người không hiểu tự nhiên tao không dám ngồi. Đúng không? Đó. Nên xã hội bên ngoài bây giờ thì thời điểm này những đứa thấy rằng cảm xúc bệnh hoạn tùm lum. Nhưng quý vị cứ bình tĩnh suy nghĩ. Cái thời điểm lúc trước mà thời điểm cách ly xã hội, hoặc là cái thời điểm mà ngày nào người ta cũng nêu lên là bao nhiêu người bị nhiễm rồi, ai nhiễm thì đưa vào vị trí cách ly này kia, quý vị thấy cái thời điểm nó căng không? Quá căng. Nhưng mà trong cái thời điểm này bây giờ con người người ta cứ sống tự nhiên, giết rồi người ta thành cái trạng thái bình thường, thì bệnh sống khỏe, rồi người khỏe thì mai mốt cũng có bệnh. Tự nhiên cái người ta sống trong một cái cách sống tự nhiên của người ta, ai bệnh thì được lo lắng, gia đình người ta quan tâm cho người ta, rồi vài bữa cái người ta hết bệnh, rồi thì vài bữa cái tới người này bệnh, người này bệnh cái người khỏe chăm lại. Tự nhiên từ từ người ta thấy rằng ố cũng bình thường, thấy không? Bình thường à. Thì tự nhiên quý vị coi á, hình như là cái lượng người mà người ta bị bệnh và người ta mắc thì nó không phải như lúc trước mà mình thấy, hiểu không? Lúc trước mình thấy tại sao nhiều người mắc như vậy, thì qua cái trạng thái của tâm tư mình tu học nghe, mình nhận thức rằng là bây giờ tâm tư mình nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn thời điểm lúc trước, cái lúc mà nó mình chưa hiểu gì nó, hiểu không? Vậy thì cái cuộc đời của người mình á, nó cũng có những giây phút mình phiền não chuyện này chuyện kia, đúng không? Là vì sao? Vì mình không hiểu. Không hiểu vì sao mà cuộc đời của người mình có phiền não hoài. Một cái việc nhỏ mình cũng muốn xé cho to. Cái việc bình thường nhất mình cũng muốn làm cho nó lớn chuyện nè. Nhưng mà khi mình tu học là hiểu, quý vị. Khi mình tu học là mình hiểu. Mình hiểu cái việc lớn đến với mình thành nhỏ. Không còn cái việc gì mà đối với mình mà nó lớn lao nữa. Tự nhiên cái cuộc đời của mình mỗi ngày mình sống nó rất là an vui tự tại. Còn cái việc gì nó qua nó đã qua rồi. Cũng như những đứa gặp có những người ta nói: thầy ơi, chồng con vừa mới mắc, con đau khổ quá, đau khổ thầy à. Những đứa hỏi: cô đau khổ thời gian bao lâu rồi cô? Cô nói là từ khi ổng mắc tới bây giờ tính ra nửa năm nay con đau khổ. Những đứa nói vậy thì ổng chết sướng hơn bà. Nó ổng chết thì xong rồi, còn để lại cho bà cái đau khổ nửa năm nay. Phải chi mà bà chết còn sướng ổng, đúng không? Ờ thà để con chết, chứ ổng chết mà con khổ nửa năm nay. Những đứa nói: cô có lên cái kế hoạch là khổ chừng nào không? Khổ tới chừng nào hết khổ không? Cái kế hoạch cô đưa lên đi. Cuộc đời con người phải có kế hoạch chứ, đúng không? Bây giờ cô khổ nửa năm rồi, bây giờ cô có lên kế hoạch là khổ chừng nào nghỉ không? Cô nói: con cũng không biết nữa thầy. Cuộc đời con người nó thảm, thiệt tình là thảm, quý vị thấy không? Bây giờ khổ gần nửa năm mà chưa rút kinh nghiệm, tại sao mình cứ khổ hoài? Phải chi á,
mà nó khổ một năm hay nửa năm mà ổng sống lại, thì mình cũng cố gắng trong nửa năm, năm đó đó mình khóc lóc, mình kêu gào, mình đến quan tài của ổng, hay là mình đến cái chỗ cái mộ của ổng mà mình giãy dùng đồ đến chi. Nửa năm ổng sống lại, ổng quật mộ sống lại đúng không? Còn cái này mà mình nửa năm rồi mình vẫn khổ. Còn ổng thì bây giờ nó nhừ tử chứ, nó tan theo tứ đại hết rồi đúng không? Vậy mà bây giờ mình là người còn sống ở đang ở đây mà mình cũng đi tiếp tục khổ nữa. Thí dụ như giờ người thân của mình đi, lúc còn sống với nhau á, thương yêu nhau đi, mà họ thấy mình khổ, họ có vui không quý vị? Không. Vậy bây giờ họ mất rồi, nếu như họ chưa siêu thoát mà mỗi ngày họ thấy mình khổ, vậy thì linh hồn họ có vui không? Đã là cô hồn, là cô đơn rồi, mà đã là cô đơn mà còn không có sự an ủi nữa, cô đơn mà còn không có an ủi được cái gì chứ á. Đã là mình cô đơn quạnh quẻ rồi mà còn thấy người thân mình đau khổ quằn quại nữa, vì thì bản thân mình không có một cái gì gọi là mình an ủi cuộc đời mình chứ á. Đó, phải chi mà bây giờ mình cô đơn vất vơ vất vưởng mà mình thấy người thân mình biết học Phật, biết niệm Phật, biết sống tốt đẹp, rồi lo gia đình đàng hoàng, rồi cuộc sống của họ sống cũng được lành mạnh tốt đẹp, vậy thì dù cho mình cô hồn, mình nhìn họ mình thấy mình cũng được an ủi là mình chết rồi, vợ mình, con mình, chồng mình, con mình vẫn sống, và sẵn vẫn sống tốt đẹp, mà học Phật mỗi ngày, niệm Phật hồi hướng cho mình, thì mình cảm thấy mình an ủi. Còn cái này họ mỗi ngày họ giãy dùng, họ khóc lóc, họ kêu gào, mà mình vẫn là phải chết, mình không được họ hồi hướng cái gì cho mình, mà mỗi ngày họ còn khóc lóc mà làm cho mình càng đau khổ cái linh hồn mình thêm nữa, vậy thì không có được lợi cho ai hết. Nên tất cả những cái gì đã qua thì chúng ta cho qua đi, còn người thân lúc sống thì hết lòng đến với nhau, chân thật nhiệt tình, lo lắng thương yêu nhau, tình thương mến thương con người con người. Khi mà hết cái duyên đó, ở với nhau thì nó cũng có cái tình con người. Còn nếu như hết cái duyên ở cõi đời này thì chúng ta còn sống thì cũng phải sống cho tốt đẹp, rồi mình niệm Phật, mình tu hành lợi cho mình, mà hồi hướng cho người đã mất, như vậy thì hai bên ai cũng được lợi ích, đúng không? Đó, Phật Pháp nó cởi mở như rất là hay. Ví dụ gia đình mình có người mất đi, giờ tất cả người trong nhà ai cũng biết niệm Phật hết, niệm Phật, rồi mình phát tâm mình ăn chay, rồi mình làm lễ phóng sanh. Nói tóm lại là mình làm những việc thiện, những việc tốt. Lúc trước cha mẹ mình còn sống, có khi mình ăn nhậu bê tha hư hỏng, làm nhiều điều sai lầm. Bây giờ cha mẹ mình mất rồi, mình tưởng nhớ thương yêu cha mẹ mình là mình nghỉ nhậu, rồi mình phát tâm mình đi chùa, mình ăn chay niệm Phật để mình cầu mong cho cha mẹ mình được siêu thoát, vậy mới đúng, đúng không? Còn cái này cha mẹ chết xong cái rượu chè be bét xỉn say tối ngày, hỏi sao mày nhậu dữ vậy? Cha tôi chết tôi buồn quá, tôi phải nhậu chứ quên nỗi buồn. Đấy, này là sai, hoàn toàn sai lầm, hiểu không quý vị? Nó mình học Phật là học cái chánh tín đó, mình hướng đến cái chánh tín để mình học làm sao mà nó được lợi ích rất là lớn, hiểu không? Nó nên đó, đã nghe như vậy rồi thì quý vị coi, đã là con người thì tôn giáo nào cũng quý vị cũng phải mong làm sao mình sống cho được tốt đẹp, đúng không? Vậy thì bây giờ tôn giáo nào niệm Phật cũng được, tôn giáo nào học Phật cũng được, có trở ngại không? Không, không có trở ngại gì hết. Hôm qua có một cô có hỏi như Đức, nó thầy thầy, con bên cái mối đạo nào đó có một cái lời nguyền phát nguyện lên, bây giờ con qua đây con niệm Phật không biết có sao không thầy? Nhưng Đức nói bà sắp chết rồi đấy. Nó chờ chờ, nó nói thấy ghê vậy thầy. Nó ừ. Bà bên cái đạo nào phát nguyện đồ mà bà qua đây bà niệm Phật là bà sắp chết rồi đấy, chứ không có giỡn đâu. Trời ơi, con người ta làm sao mà nó cái tư tưởng của người ta nó nghĩ lạ lùng vô cùng hết quý vị. Những Đức nói quý vị nghe chứ, Phật là bậc chí tôn vô thượng, tất cả cái mối đạo khác nói rõ ra là hàng đệ tử của Phật hết. Thì phải nhớ Đức Phật là sáng đạo, tất cả các mối đạo khác đều là cành nhánh rẽ ra. Giống như chư Phật Bồ Tát thì hiện mỗi một cái nhân duyên để mà độ sanh. Còn Phật là bậc chí tôn vô thượng. Như vậy dù quý vị học bất cứ một tôn giáo nào mà bị quy về niệm Phật á. Ví dụ như bây giờ mình học với cha mà bây giờ gặp thầy còn dữ hơn nó học với thầy. Còn học với thầy rồi mà bây giờ mình gặp tổ sư của thầy
mình học với tổ sư của thầy. Không lẽ thầy nói, ủa mày học với tao mọi giờ sao mà mày đến mày học tổ sư của tao nữa mày. Không lẽ ông trách mình. Đúng quý vị. Nên chúng ta học Phật phải có một tư tưởng chánh tính cho nó rõ ràng, là mình làm sao mà mình sống được tốt đẹp, mình sống lành mạnh, rồi mình học mối đạo nào không biết, nhưng mà đi vào chánh tính và sống cho đàng hoàng, hiếu với cha mẹ, có đạo đức với anh em, hòa thượng thương yêu tất cả mọi người, ai khổ đau mình giúp được mình giúp. Quý vị chỉ cần làm đúng như vậy thì tức khắc con người chúng ta sống an vui tự tại à. Nhớ. Chỉ cần vậy thôi. Nói rồi cuộc sống mình mỗi ngày mình không có nặng nề lo âu gì, tại vì mình hiểu nhân quả rồi. À, bữa nay sống vui bữa nay đi, ngày mai chết thì chết. Còn bữa nay bệnh thì bệnh, ngày mai khỏe thì khỏe. Nên cái người tu của chúng ta nói cái câu như tuần trước như Đức cũng nói, người tu cũng bệnh, người không tu cũng bệnh. À, nhưng mà cái người tu hành tinh nhân quả thì khi bệnh thì chúng ta thân bệnh tâm không bệnh. Người không tu hành thì thân bệnh mà tâm bệnh luôn. Nói bây giờ chúng ta học Phật, học làm sao mà dù cái thân này như thế nào nhưng tâm mình có thể duy trì được cái sự an lạc của nó. Nên tất cả quý vị mà tu ở môn tịnh độ này nè, bây giờ tịnh độ này mỗi ngày những Đức chia sẻ là hai thời này nó cô động, hai thời này nó cô động sâu vào cái chỗ niệm Phật không à. Nên nếu như cái người mà niệm Phật mà ngày nào cũng nghe hai cái thời mà những Đức giảng, mà một câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc á, mà trên cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ của mình đó, quý vị chỉ cần duy trì nghe được hai thời này mỗi ngày, mà một buổi chia sẻ chỉ có nửa tiếng đồng hồ, mà nghe mãi mãi hai thời này cứ nghe hoài đi, nhất định như Đức nói bảo đảm cho quý vị, trẻ hay già gì đi chăng nữa sống cũng tự tại chứ, chắc chắn quý vị luôn. Bây giờ quý vị cứ nghĩ nè, những Đức ở đây bây giờ mà mấy điểm chùa của mình đó, hiện tại bây giờ là hơn 700 người đó, hơn 700 người rồi đó. Mà quý vị thấy những Đức sống rất là bình thường, không có gì cả. Vì như Đức hiểu quý vị à, cuộc đời chúng ta đi đến thế gian này không có ai ép mình để phiền não hết chứ. Mà cái phiền não khổ đau là do tại mình chứ không ai ép mình chứ. Nên chúng ta rất là tự tại vô cùng, đó là mình muốn vui là mình vui, mà mình muốn khổ mình khổ à. Cuộc đời con người mình muốn vui là vui, còn muốn khổ là khổ. Nhớ nghe. Nên không có ai bắt ép mình được vui mà hay là khổ đau hết chứ. Mà cái khổ đau hay vui sướng là do tại mình. Nên những Đức thấy rằng là tất cả những gì mình có thể làm được thì cuộc đời mình chân thật mình cố gắng mình làm. Còn những cái gì mình làm không được thì tùy duyên. Còn cái việc niệm Phật là nhất định, từ sáng tới tối là mình cứ duy trì, cố gắng làm sao, làm gì làm mà cái miệng của mình cứ A-di-đà-phật, 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 cứ niệm Phật hoài vậy đó. Là quý vị thấy quý vị đặc biệt rồi đó. Rồi có Phật hiệu này nó hay lắm. Nó từ khi gặp Phật Pháp tới bây giờ hơn 13 năm mà làm cái gì? Chỉ có niệm Phật thôi à. Bây giờ nói trên trời dưới đất gì, cuối cùng những Đức thấy rằng là quèn quèn què què này quý vị thấy cũng ngon thấy chưa. Chỉ có một câu Phật hiệu mà quèn quèn què què này cũng ngon chứ bộ giỡn đâu. Cuộc sống vô cùng tự tại an vui. Còn chùa chiền thì tự nhiên hòa thượng xây sẵn hết chứ. Dù tôi không có sở hữu cái gì đi chăng nữa nhưng mà tôi được sử dụng là thấy sung sướng rồi. Sở hữu gì cho nó cực. Vậy đó mà quèn quèn què què này chỉ có một câu Phật hiệu mà cũng làm được bao nhiêu chuyện luôn. Quý vị thấy rõ ràng không? Nào là chương trình người khiếm thị cũng làm được, chương trình mừng thọ cũng làm được, lớp đệ tử quy cũng được, mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp hai thời cũng được, ngày Chủ nhật cộng tu cũng được, lễ Quan Âm sắp sửa tới cũng được, cỡ nào cũng được, nuôi người già cũng được, nuôi em bé cũng được, nuôi bà bầu cũng được, nuôi bê đê cũng được. Chị coi á, thấy không? Thấy quèn quèn què què này chỉ có câu Phật hiệu mà quý vị thấy cái gì cũng được không? À, rõ ràng luôn. À, nuôi con gái cũng được, mà nuôi bà già gần chết cũng được. Nuôi được hết trơn, ai mình cũng gần gũi được. Vậy Phật Pháp là cái gì? Phật Pháp là cho chúng ta an vui tự tại. Rõ ràng những Đức không bị trở ngại. Nên những Đức mạnh dạn nói một câu rằng người niệm Phật không có sự trở ngại. À, người niệm Phật không có sự trở ngại. Nếu như quý vị là người tu tịnh độ này mà nói là tôi có bị sự trở ngại, tôi bị trở ngại vì một cái việc làm gì đó, tôi trở ngại vì một cái việc chồng con vợ gì đó,
tôi chẳng ngại gì một việc nghèo nàn gì đó, tôi chẳng ngại gì việc bệnh hoạn gì đó, tôi thiếu sức khỏe gì đó. Quý vị nhớ nha, người niệm Phật không bị trở ngại thì mới đúng là người tu không tịnh độ. Còn người tu không tịnh độ mà nói tôi có sự trở ngại, vậy thì chịu thua rồi. Người tu không tịnh độ không bị một cái sự trở ngại gì cả, nó rất là an vui tự tại, không ai bắt ép mình một cái gì cả. Cái gì cũng tự chúng ta phát tâm mà, chứ không ai bắt ép mình chân á. Miễn làm sao mình duy trì được có vật hiệu niệm, đi đứng làm ngồi chăng thật mà niệm. Thí dụ trong đây những đức cũng thấy có những người cũng trẻ trẻ tuổi này, từ khi còn trẻ gặp Pháp môn niệm Phật này cứ chăng thật niệm Phật đi. Con gái mà còn trẻ trẻ mà chăng thật mà niệm Phật, biết tu hành đồ, biết ăn chay đồ, vậy chứ mấy cái đứa này, vậy chứ quý vị coi, thả đi đại ngoài đường bây giờ nó cũng không bao giờ nó bị dính cái chuyện tầm bậy tầm bạ phá thai đâu. Ngộ lắm à. Làm như nó tiếp nhận Phật Pháp rồi, nó tu hành, nó có sự chuyển nghiệp sao đó. Mà nó gặp cái người thương yêu đi chăng nữa cũng là người đàng hoàng đó quý vị à. Ngộ lắm. Nó còn đứa mà nó không biết tu được, quý vị có canh nó, quý vị giữ nó chăng nữa, tiêu vẫn là tiêu, hư vẫn là hư, hiểu không? Nên mỗi một con người đến thế gian này nó có một cái nghiệp duyên. Nên mình là người học Phật rồi tự nhiên mình an vui tự tại vô cùng. Mình sanh con, mình nuôi con khôn lớn, mình chỉ con, mình dạy con đàng hoàng hết. Mình nói rõ ràng, ờ vậy đó à, mày cái gì không phải, mày khổ gắng chịu mày nghe. Mày khổ là mày chịu, chứ tao mày mốt tao già tao cũng chết queo. Mà tao bây giờ tao tu rồi tao tự tại lắm mày ơi. Chứ mày biết rằng tao mang thai mày, tao sanh mày ra khổ, tao nuôi mày khổ. Bây giờ mày lớn rồi mà bây giờ tao còn trông ngóng tao lo cho mày, mày tao khổ nó thôi, thôi. Tao nghe thầy giảng tao hiểu, tao không có khổ gì nữa đâu mày ơi. Tao khổ không chi, tao không có khổ gì mày nữa đâu, kệ mày làm này mày tiếp nói mày khổ nữa. Cuộc đời của tao đi qua rồi tao biết là như vậy là khổ đó. Bây giờ tao nói rõ cho mày nghe là gì đó. Nếu mày tránh được thì mày an vui tự tại, còn mày không tránh được thì mày khổ đau. Cũng như mẹ mày khổ rồi cuối cùng bây giờ gặp Phật Pháp cũng đỡ khổ. Thôi mọi người có nhân duyên nghe con, ai về đạo Phật đó, thấy không? Nên như Đức thường nói rằng tại sao con người chúng ta cứ thường đem cái gánh nặng của người ta để lên người mình không à? Cứ thường cái đem cái gánh nặng cả gia đình của mình cứ để lên vai mình không à? Có những người trong nhà hay vợ hay chồng gì, người nào mà lo nhiều nhất thì người đó khổ nhiều nhất. Suy nghĩ đi, lo nhiều nhất là khổ nhiều nhất à. Mà lo nhiều rồi làm nhiều rồi cái bắt đầu tức lên, nó mới bực bội la âm sùm. Ông nghe, bà nghe, tôi tối ngày tôi lo hoài như vậy mà tối ngày cứ là không có lo âu gì hết trơn á. Cái thứ gì đâu mà nó kỳ cục hơn, tôi làm tối ngày đầu tắt mặt tối mà tôi lo đủ chuyện trong nhà. Vậy mà ông bà như vậy đó không có lo theo tôi. Mình học Phật mình nói ủa ai bắt buộc vậy, ai kêu ạ? Khổ thì gán mà chịu đi chứ bắt tôi khổ theo hả? Một mình khổ còn chưa chịu sao mà kêu tôi khổ theo? Tôi đâu có ngu tôi khổ theo, đúng không? Không thấy rõ ràng không? Làm lụng cực khổ, nhiệt tình lo gia đình con cái rồi bắt đầu là người ta thoải mái, người ta vui vẻ, người ta có thời gian người ta niệm Phật đồ, cái nói tại sao không lo phụ với người ta, không chịu cực giống người ta. Con người phàm phu mà nó lạ kỳ lắm quý vị ơi. Mình cực là muốn người ta phải cực giống mình thì mình nói là người ta như vậy mới phụ giúp mình, mà trong khi cực hoài cũng không giải quyết được cái gì mà cứ bắt cực theo à. Thôi chúng ta tới đời mình biết Phật Pháp mà không có dạy gì đi đem cả đống người giác lên vai đâu quý vị. Mình mà đi có khi mà còn bị chợt té mà. Không chỉ giác trên vai có ngày sụp hố mà chết, đúng không? Nó nên quý vị coi, nếu mà những đức mà giác trên vai hơn 700 người này chắc không biết những đức ở đâu, không biết nó ở đâu luôn. Nếu mà để trên vai hơn 700 người này mà để trên vai những đức, chắc những đức không biết nó chui vô đâu rồi, hiểu không? Từ nơi đó tôi đâu có dạy đâu, tôi là khuyên niệm Phật, tôi khuyên tu rồi tôi làm những việc tôi giúp cho họ cái này kia thôi. Còn cái việc của bản thân họ thì phải cố gắng, còn tôi phải giữ những ngày tháng tôi vui à, tự tại an lạc à. Nhưng mà lạ thấy vì con người mình mà vui vẻ tự tại an lạc rồi, việc gì vì làm cũng được chứ. Cái gốc là mình chỉ cần quý vị khỏe vui vẻ tự tại, còn bệnh cũng vui vẻ tự tại luôn. Những đức thấy rõ ràng, những đức cũng bị bệnh thì những đức cũng vui vẻ tự tại à. Bệnh sụt 4-5 kg rồi hết bệnh lên lại 4-5 kg. Ngộ ghê, đặc biệt đâu có gì đâu sợ, đúng không? Nó à, chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Ngày chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật, quý Phật tử chúng ta về đây đi cộng tu ngày chủ nhật cũng rất là đông. Chúng ta về đây tu lợi ích cho mình và lợi ích cho gia đình người thân của mình. Rồi có những người ở đây chúng ta cũng từng mang cái nghiệp phá thai, nên cái nghiệp này mình dính phải thì khi mình đi đâu những thai nhi cũng đi theo mình. Và có khi người thân, gia đình của mình có những người chết chưa siêu thoát. Mình về đây mình thấy mình vui vẻ thì chắc chắn rằng là chư hương linh người ta cũng thích về đây. Vì khi mình tu xong mình cũng cúng đi thực, giống như mời người ta dùng thức ăn. Người ta được nghe pháp, người ta được niệm Phật lễ Phật. Rồi mình được cái duyên mình mời người ta dùng thức ăn. Tuy là mắt là bỏ cái thân này rồi, không còn ăn được đâu, nhưng cái tâm thức của con người chúng ta nó chấp nặng về cái ăn uống, nên nó nghĩ rằng là ăn được, nên người ta cũng hưởng được cái hương vị. Khi ở trong ngôi Tam Bảo mà tu hành xong mình cúng cho người ta, xong mình được làm cái lễ phóng sanh nữa chứ. Nên những ngày chủ nhật nó lợi ích rất là lớn. Thêm tất cả các cháu nhỏ nó được về đây nghe pháp niệm Phật. Nít mà nó được trồng cái thiện căn phước báo nhân duyên gì, dù là đứa bé nó lên thế gian này có khi nó đòi nợ mình, nó làm cho mình đau khổ đó, nhưng mà nhờ nó biết tu hành từ khi còn nhỏ, nó nghe pháp niệm Phật, nó chuyển hóa cái tâm mà đòi nợ đó, nó cái tâm hận thù rồi đó, nó chuyển hóa từ từ nó trở thành đứa con hiếu thảo và sống tốt đẹp. Nên những đức 29 tuổi nghe Phật pháp mà còn có thể chuyển hóa, không chỉ các cháu nhỏ mà từ khi còn nhỏ mà nó nghe Phật pháp, chắc chắn rằng cái nghiệp nặng gì cũng chuyển. Rồi có những con người chúng ta bệnh hoạn rồi chết yểu, nhưng có khi nghe Phật pháp niệm Phật, biết ăn chay phóng sanh, từ nơi cái công đức đó mà giúp cho chúng ta sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Rồi mình về đây mình nghe được pháp môn tịnh độ, mình biết niệm Phật, và chư hương linh đi theo mình cũng nghe được pháp môn tịnh độ, biết niệm Phật. Ở cái cõi này có ai mà tồn tại đâu, nên chúng ta sống ở cái cõi này nó dù có niềm vui giàu sang cỡ nào thì cũng là mấy chục năm rồi mình chết đi mình cũng không có hưởng được nữa. Nên chỉ có thế giới cực lạc là tuổi thọ vô lượng, và con người luôn luôn hưởng được niềm an vui tốt đẹp. Nên từ người còn sống cho tới người đã chết, chúng ta cũng nên phát nguyện niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, chân thật niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Về thế giới cực lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Mà chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật, lễ Phật, cúng điếu thực phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho tất cả hàng Phật tử và gia quyến của quý vị thân tâm thượng an lạc và biết phát Bồ Đề tâm niệm Phật, và buông xuống tất cả những cái tâm quán hận hận thù đòi nợ để nhất tâm niệm Phật để về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim tí như cung thừ thực biến thập phương nhất thiết bằng thừ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai công thành Phật đạo, như đặng ngộ thịnh chung ngã kim thi nhự cung tập phương nhật thiệt hộ tình không, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai công thành Phật đạo, như đắng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung thử thực biến thẩm phương nhất tiết cô hồn cầu, nguyện dị thử công đức vô cập ư nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An mộng lục lăng ta bà ha, an mộng lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tạm bà và việc nhất ra hồng,
A ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. A ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi bị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Chùa mình từng chủ nhật nào cộng tu xong mà chúng ta cúng niết thực xong cũng phóng sanh. Cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm. Rất là nhiều gia đình làm cái nghề sát sanh, chúng ta tu học và chúng ta mới biết và chúng ta để ý. Tất cả những người làm nghề sát sanh mà để kiếm tiền thì không có một cái gia đạo nào mà tồn tại. Phải nhớ, những đức biết ngày xưa trên thành phố có một cái ông chủ nhà hàng, nhiều nhà hàng rất là lớn, giàu vô cùng, nhưng ông làm nghề sát sanh. Như vậy mà ông giàu sang mà trong vòng 7 năm thôi, cuối cùng ông không có một căn nhà ở. Thì vì biết rằng cái nghiệp sát sanh này nó kinh lắm. Ở ngoài miền ngoài Hà Nội mà có một cái đoạn đường mà chiên người ta mằng chó, bán thịt chó, cái đoạn đường. Mà sau này khi cái nghiệp duyên nó đến rồi, tự nhiên những người làm chó nó chết kỳ cục. Sau này mà cái đoạn đường nó càng ngày nó càng vắng cái việc mà làm nghề thịt chó. Thì cái nghề sát sanh như cái nghề mà đi biển đồ này kia mà đánh bắt đồ ha, gia đạo cuối cùng chết yểu, bệnh hoạn kỳ cục lắm. Gia đạo nó gặp những tai ương lạ kỳ lắm. Nên quý vị biết rằng cái công đức phóng sanh là tròn cái nguyện chư Phật Bồ Tát mà. Như chúng ta mà bây giờ mà chạy tay chạy chân chút thôi là mình kiếm cái gì để mà mình băng bó. Vì mà mình cắt cổ, nhổ lông, chiên xào, nấu nướng con vật mình ăn thì sự đau đớn hay sự oán hận cỡ nào. Nên kiếp nạn nhân sinh rồi bịch dịch bệnh rồi chiến tranh đủ chuyện là từ nơi cái nghiệp sát sanh mà ra. Vì biết rằng là khi mà dịch bệnh không được đi đâu mà khi vừa được đi ra ngoài một cái là quán xá nhậu nhẹt, si sát sanh đầy. Thì mình biết rằng là kiếp nạn nhân sinh làm sao mà hóa giải được.
Nên mình là người tu phát tâm từ bi, ăn chay trường, rồi biết phóng sanh, rồi không giết một con ruồi, một con muỗi, một con kiến nào hết. Hôm nay những con chim này đây, nó cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp từ tham sân si. Sân hận thì chiêu cảm cái quả báo là trong địa ngục, mà tham lam nặng nề thì chiêu cảm quả báo là đọa vào loài ngạ quỷ. Mà ngu si không biết chánh tà thì đọa vào loài súc sanh như những con chim này. Hôm nay có được nhân duyên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nghe được pháp môn tịnh độ, khi được thả ra nên ở trong chùa nghe câu Phật hiệu, và khi bỏ thân chết đi thì cũng mang thân người hoặc được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên tất cả những con chim này có được nhân duyên này, hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và những đức có dài lời chia sẻ như vậy, để cho những con người còn sống hay là súc sanh nó cũng nghe được và phát tâm tu hành niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô.